Động cơ nên kính của Xích 5 2018. Đấy. Bình thường ấy, nguyên bản của xe là nó sẽ không có chế độ tự cụp gương mà khi tắt máy, con này chỉ có gương điện thôi. Còn cụp thì sẽ phải bấm nút ở đây. Thì sau khi mà lắp cái bộ này vào ấy, thì khi mà tắt máy đóng cửa nhá. Mọi người ra này. À, chìa khóa đây. Chỉ cần cầm chìa khóa đi xa thôi là gương nó tự cụp này. Các kính nào mà chưa kéo thì nó sẽ tự kéo lên hết. Đấy. Đó, xe nó nhận chìa khóa này. À, gương nó cụp này. À, các kính nó lên đây. À, thì nó sẽ tự kéo lên hết. Đó. Mở. À, thì bấm mở khóa là gương nó xòe ra luôn. À, xa này. Khóa này. À, gương nó tự cụp vào. Mọi người chỉ cần nhìn gương là biết là cửa đã khóa hay chưa. Cái bộ gập gương lên kính tự động này thì nó còn có chế độ hé kính và hạ toàn bộ kính để lấy thoáng. Để hạ kính thì nhấn lại là mở, mở khóa, mở bấm, mở khóa, mở các kính nó sẽ kéo hết xuống. Đó. Khi đậu xe tắt máy muốn hạ kính lấy thoáng thì sẽ bấm lại như thế, mà mình không lên xe nữa thì mình sẽ bấm được 2 lần khóa. Khóa, khóa. Hé kính thì bấm là mở khóa, mở, mở khóa, mở khóa, đấy, bấm 4 lần, mở khóa, mở khóa thì nó sẽ hạ kính xuống 3 cm này. Đấy. Hủy lệnh thì bấm khóa khóa thì kính nó sẽ kéo lên, khóa khóa, đấy, sẽ kéo hết lên. Đấy.